Tesla đang triệu hồi gần 363.000 xe điện do phát sinh vấn đề với công nghệ hỗ trợ người lái, làm tăng nguy cơ va chạm. Theo thông báo của cơ quan quản lý an toàn giao thông đường bộ Mỹ, NHTSA, việc triệu hồi bao gồm một loạt mẫu ô tô Tesla Model S, Model X, Model 3 và Model Y e được sản xuất từ năm 2016 đến 2023, được trang bị công nghệ beta tự lái hoàn toàn, để khắc phục sự cố Tesla sẽ phát hành bản cập nhật phần mềm có thể thực hiện từ xa theo nhtsa các vấn đề với hệ thống fsg beta của tesla khiến ô tô có thể thực hiện các thao tác có khả năng vi phạm luật giao thông hoặc quy định của địa phương điều này có thể làm tăng nguy cơ va chạm nếu người lái xe không can thiệp nhtsa cho biết hệ thống hỗ trợ người lái có thể cho phép phương tiện hành động không an toàn quanh các giao lộ bằng cách không dừng hẳn ở biển báo dừng đi thẳng trong làn đường chỉ rẽ hoặc vượt đèn màu cam hệ thống cũng có thể phản ứng không đầy đủ với những thay đổi về giới hạn tốc độ